Dạ rồi, nếu bạn không ghi chú thì tôi sẽ không nhớ thông tin. Thì chị Tâm sẽ có cái từ nhớ và cái khả năng mồm hoặc là cái trí nhớ của mình ấy. Thì mình cái đoạn từ nhớ từ trí nhớ là từ remember. Yes. Rồi, nếu mà bạn không ghi chú, tôi sẽ không nhớ thông tin. Thì chị ráp như thế nào? If I take notes. Yeah, nếu bạn... if you take notes. It's very good. Nếu bạn không ghi chú là if you don't take note, yes, the information. Tôi sẽ không ghi nhớ thông tin. I will. Tôi sẽ không nhớ thông tin là gì. I don't remember. I will not. Yes. Tôi sẽ không nhớ remember. Yes. The information. Remember the information. Yes. Nếu tôi không nhớ thông tin, tôi sẽ không thể nói chuyện với khách hàng. Thì chị nói như thế nào? If I will not remember the information. Nghe cấu trúc của if, chị Tâm chị sẽ dùng hiện tại thôi. Tại vì nó là nếu tôi thì sẽ dùng will trong tiếng Anh. Như vậy, nếu tôi không nhớ thông tin, tôi sẽ không nói chuyện với khách hàng. Thì chị Tâm nói như thế nào? If I don't remember the information. Yes. If I don't. Tôi sẽ không nói chuyện với khách hàng. I want talk with the customer. Yes, I want talk with the customers. Nếu tôi không nói chuyện với khách hàng, tôi sẽ không thương lượng giá, tôi sẽ không thể thương lượng giá. Sẽ có thể là will. Yeah. Be able to. Còn chị Tâm có từ sẽ không thể là will be unable to. Yes. Nếu tôi không nói chuyện với khách hàng, tôi sẽ không thể thương lượng giá. Thì chị Tâm đáp như thế nào? If I don't talk with the customers. Yes. I will not be able to negotiate the price. Yes. Rồi như vậy ở đây khi tôi để quên tài liệu, tôi phải về nhà để lấy tài liệu. Như vậy khi mà mình để quên cái gì đó trong cuộc sống thì chị Tâm sẽ có thể leave cái gì đó at home. Như vậy tôi để quên tài liệu cho nên tôi phải quay trở về văn phòng để lấy tài liệu. Yes, mình quay trở về là come back. Rồi, như vậy tôi để quên tài liệu cho nên tôi phải quay trở về văn phòng để lấy tài liệu. Thì chị ráp như thế nào? I please the document. I come back to yeah, mình để quên
Nếu mà để quên ở nhà thì chị sẽ nói là at home. Còn mà để quên ở đâu thì chị Tom sẽ ráp cái từ đó vào. Như vậy tôi để quên tài liệu, cho nên tôi phải quay trở về văn phòng để lấy tài liệu. So I come back to office. Để lấy to tài the liệu. Office. To check document. Yes, to take the document. The document. Yes, tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Mình hay có câu hỏi là bây giờ là mấy giờ. What time is it now? Như vậy, khi câu hỏi thì am is on đứng ở trước. Khi mà câu trả lời thì chị chỉ cần đảo nó lại thôi. Am is on luôn đứng trước chủ ngữ. Khi là câu hỏi không có hành động. Như vậy tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ thì chị đang rap như thế nào? What time? Tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ đây. Tôi muốn biết ha. I want to know. Tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ. What time? Đây là nó nằm trong câu nói. Nên khi đây là câu hỏi. Để chuyển câu hỏi thành câu nói. What time I tôi muốn biết bây để giờ. Câu hỏi thành câu nói trong tiếng Anh. Là tôi muốn biết bây giờ bây là giờ. What time is it now? It is now. Yes, tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ. Tại vì tôi phải quay trở về văn phòng để lấy tài liệu. Thì chị Tâm rap như thế nào? I want to know what time it is now because I come back to the office. I come back to the office to check the document. Yes, to check the document. Document. Khi tôi quay về văn phòng, tôi cố gắng tìm tài liệu nhưng tôi không thể tìm ra. Thì chị nói như thế nào? When I come back to the office, tôi cố gắng tìm tài liệu nhưng tôi không thể tìm ra. I try to cố gắng tìm tài liệu. To find tài liệu the document. Nhưng tôi không thể tìm thấy. But I can't find. Yes, but I can find it. Find it. Yes, okay. Rồi tiếp theo, tôi muốn biết bạn đang ở đâu. Tôi muốn biết bạn ở đâu. Thường thì mình hỏi là bạn ở đâu. Thì trong câu hỏi nó đâu có hành động đâu. Không có hành động thì chị Tâm dùng am is are. Giống như câu nói thế thôi. Và ở đây bạn ở đâu thì chị hỏi như thế nào? Where are you? Yes, where are you? Tôi muốn biết bạn ở đâu. Tại vì tôi sẽ đón bạn. Thì chị Tâm nói như thế nào? I want to know where are you because where you are because I will tôi sẽ đón bạn. I will pick up, I'll beat you up. I will pick you up. Rồi tôi muốn biết bạn ở đâu. Tại vì tôi sẽ mời bạn ăn tối cùng tôi. Mình mời người ta làm cái gì đó. Thì chị Tâm sẽ có từ invite. Yes, invite người nào đó soon. Cái gì đó ở phía sau. Như vậy, tôi muốn biết bạn ở đâu. Tại vì tôi muốn mời bạn ăn tối với tôi. Thì chị Tâm rap như thế nào? I want to know where you are. I want to invite. Yes. You to my dinner. Yeah, ăn tối với tôi là gì? Ăn tối với tôi. You to dinner. Ăn là. You eat dinner with me. Yes. Okay. Rồi. Khi nào bạn đến sân bay?
Khi nào bạn hạ cánh tại sân bay thì chị nói như thế nào? When I khi nào bạn hạ cánh tại sân bay? I when you land at the airport. Câu này nó có hành động nên mình phải dùng when do you when do you land at the airport? Yes. Tôi muốn biết khi nào bạn hạ cánh tại sân bay thì chị nói như thế nào? I want to know when you do cái gì mà dùng amisa thì chuyển ngược nó lại trong câu hỏi thành công. When you are khi nào cái gì mà nó dùng do does để hỏi, cái gì mà nó dùng do does để hỏi thì khi mà mình là phải và mình bỏ when do. Nhưng mà ở đây tôi muốn biết bạn hạ cánh ở đâu, bạn hạ cánh tại sân bay khi nào? When you land. Yes. At the airport. Yes, at the airport. Tôi muốn biết anh ấy hạ cánh khi nào? Tại vì tôi sẽ đón anh ấy. Thì chị nói như thế nào? I want to know when he land at the airport. Because I want to pick him up. Yes, because I want to pick him up. Tôi muốn biết khi nào anh ấy muốn rời khỏi sân bay. Bây giờ mình đặt câu hỏi khi nào bạn muốn rời khỏi sân bay thì chị hỏi như thế nào? When do you leave at the airport? Rời khỏi cái gì đó là rời khỏi cái nơi đó. Khi nào bạn rời khỏi sân bay? Leave the airport. Yeah, tôi muốn biết khi nào bạn rời khỏi sân bay. Tại vì tôi sẽ đón bạn. I want to know when you leave at the airport. No. Mình sẽ có cái từ rời khỏi là động từ. Rời khỏi cái nơi nào thì nó cộng trực tiếp với cái địa điểm nó ở phía sau. Là cái cấu trúc chữ rời khỏi. Mặc định chữ rời khỏi nó cũng giống như chữ go to. Mình thì đi đến nơi nào thì cộng cái địa điểm ở phía sau. Tôi muốn biết khi nào cũng rời khỏi sân bay thì chị rap như thế nào? Không có dùng từ at. At the airport. Dạ, không, mình không có dùng từ at, mình chỉ rap trực tiếp vào thôi. Rồi như vậy ở đây, khi nào cô ấy rời khỏi sân bay thì chị rap như thế nào? When she please. Đây là câu hỏi bình thường à. Một câu hỏi thì khác when câu nói. When does she please. Rồi khỏi sân bay. Rồi tiếp theo, khi nào cô ấy tới công ty thì chị nói như thế nào? When she does khi nào cô ấy tới công ty? Go to the company. Yes. Rồi. Khi nào cô ấy gặp sếp của bạn thì chị rap như thế nào? When does she meet your boss? Yes. Khi nào cô ấy gặp khách hàng tại công ty? When does she meet the customer at the company? Yes, at the company. Cô ấy gặp ai tại công ty? Cô ấy gặp ai tại công ty thì chị đọc đọc như thế nào? Cô ấy gặp ai tại công ty? Ai sử dụng từ như vậy, cô ấy gặp ai tại công ty?
Who does she meet at the company? Dạ rồi. Tiếp theo cô ấy sẽ nói chuyện với ai? Cô ấy sẽ nói chuyện với ai? Thì chị đang nói như thế nào? Who will she talk? Cô ấy sẽ nói chuyện với ai? Cô ấy sẽ đi đâu sau khi cô ấy hạ cánh tại sân bay, thì chị Tâm nói như thế nào? Where where does she cô ấy sẽ đi đâu sau khi cô ấy hạ cánh tại sân bay? Cô ấy sẽ đi đâu thì chị Tâm đáp như thế nào? Where does she go? No, cô ấy sẽ đi đâu? Cô ấy sẽ đi đâu? Cô ấy sẽ đi đâu? À, where will she go? Yes, where will she go? Rồi. Khi nào cô ấy sẽ đến công ty gặp chúng tôi thì chị Tâm đáp như thế nào? Khi nào cô ấy sẽ đến công ty gặp chúng tôi? When? Ba con thì ông như này ông. Khi nào cô ấy đến công ty? Khi nào cô ấy sẽ when does she? Khi nào cô ấy sẽ đến công ty gặp chúng tôi? Sẽ when đến. When will she? Dạ. Ngoài chắc phải mà ở ngoài cái thơm thơm thơm. Ở ngoài ngoài chắc đi mà. Thơm back to the company. Come to the airport. Come to the company. Bạn ở đây bao lâu? Thì cái từ bao lâu là từ how. Yeah, how long. How long. Đây trong tiếng Anh có nghĩa là ở đây. Mình sẽ dùng từ here. Nó chưa bị thôi. Ở lại nơi nào đó chị Tâm sẽ có từ stay. Như vậy bạn ở đây trong vòng bao lâu thì chị Tâm ráng như thế nào? Ồ, mà cũng có how long? Đúng ngỡ mặt đi. How long do you? Yes. Here. Bao lâu nào? Bạn ở đây trong vòng bao lâu? You stay here. Bạn ở khách sạn trong vòng bao lâu khi bạn đi công tác? Mình sẽ có cái từ được gọi là đi công tác trong tiếng Anh. Yes. Thì Tâm sẽ có cái từ được gọi là phải thay phải
long on a business. Dạ chị, như vậy ở đây bạn đi công tác trong vòng bao lâu thì chị Tâm hỏi như thế nào? Mấy ông này dập How long do you go on a business trip? Và rồi tiếp theo bạn đi du lịch mà bao lâu thì chị đang có những từ đi du lịch rồi. Go traveling. Yes. Bạn đi du lịch trong vòng bao lâu thì chị đang rap như thế nào? How long do you go traveling? Dạ rồi. Rồi khi nào bạn bạn đến làm thủ tục tại khách sạn? Nếu mà mình đến làm thủ tục những phòng thì chị Tâm còn nhớ cái động từ gì không? Check in. Và trái nghĩa với nó thì mình trả phòng thủ tục. Check out. Thủ tục thì chị Tâm sẽ có từ check out. Check in. Khi nào bạn đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng thì chị Tâm nói như thế nào? When when do you when you come the hotel? Yes. To check in. Yes. Yeah. Rồi. Khi nào bạn làm thủ tục trả phòng thì chị Tâm hỏi như thế nào? When do you check out? When do you check out? Rồi tiếp theo, bạn muốn ở khách sạn trong vòng bao lâu? Thì chị Tâm hỏi như thế nào? How long when you muốn ở khách sạn trong vòng bao lâu? Bạn muốn mà. How long do you want to stay the hotel? Yes, at the hotel. Yeah, right. Yeah. Ở đây mình bắt đầu mình hỏi tiếp tục. Bạn muốn mướn phòng này trong vòng bao lâu? Thì khi mà mình mướn cái gì mà nói về bất động sản thì phòng hay là nhà hay là cái gì đó thì chị Tâm sẽ dùng từ rent. Yeah. Như vậy bạn muốn thuê phòng này, bạn muốn mướn phòng này trong vòng bao lâu thì chị Tâm rap như thế nào? How long do you rent? Giờ bạn muốn thuê phòng này trong vòng bao lâu? Bạn muốn one thuê to, phòng này? One to rent. Rent. Nhà thuê phòng này. This rent. Nhà thuê phòng này. This room. To rent this room. Yes, dạ rồi. Dạ rồi. Tiếp theo, tôi muốn biết ai sẽ đón tôi tại sân bay. Trong một câu nói thì mình rap vào thôi, chứ mình không cần suy nghĩ đâu. Như vậy, tôi muốn biết ai sẽ đón tôi tại sân bay. Thì chị Tâm rap như thế nào? I want to know who I will. No, no. Cái câu hỏi thì câu hỏi là khác mà con will. Who ai will sẽ đón tôi tại sân bay ạ? Thế anh dạy gỡ mặt đây. Will ai? Ai sẽ đón tôi? Ai sẽ đón tôi tại sân bay? I will pick me up. Yes. At the airport. Ai sẽ đón tôi tại sân bay? Who will? I will pick me up at the airport. Who will pick me up? Who will pick me up at the airport? Tôi muốn biết ai sẽ gặp tôi trong cuộc họp thì chị Tâm rap như thế nào? I want to know. I want to know who. Meet. Yeah. Tôi muốn biết ai gặp tôi tại trong cuộc họp. Ai sẽ gặp tôi trong cuộc họp? Ai sẽ gặp tôi? Meet me. Để trong cuộc họp ạ. In the meeting. Yes, in the meeting. Rồi tiếp theo, tôi muốn biết ai sẽ
Tôi muốn biết ai sẽ phân phối sản phẩm này. Thì ở đây thì con grab như thế nào? Phân phối distribute. Yeah, tôi muốn biết ai sẽ phân phối. I want to know who will distribute this goods. Yes, this goods. Tôi muốn biết ai sẽ vận chuyển lô hàng này. Vận chuyển là hành động là gì? Delivery. Deliver. Yeah. Còn lô hàng trong tiếng Anh mình sẽ dùng từ goods. Yeah. Lô hàng. Order. Yeah. Tôi muốn biết ai sẽ vận chuyển lô hàng này. Thì chị Tâm rap như thế nào? I want to know who will deliver this order. Yeah. This order. Tôi muốn biết công ty nào kiểm tra lô hàng này. Như vậy bây giờ mình có cái từ nào hoặc là cái nào là từ gì? What? Which? Vậy công ty nào thì chị rap như thế nào? Which company? Yes, which company? Vậy tôi muốn biết ai sẽ vận chuyển lô hàng này thì chị đang rap như thế nào? I want to know who will deliver. No, tôi muốn biết công ty nào sẽ vận chuyển lô hàng này. Which company will deliver this order? Yes, this order. Rồi tôi muốn biết công ty nào phân phối sản phẩm này. I want to know which company will distribute this order. Yes. Rồi tôi muốn biết khâu nào kiểm tra hàng hóa. Như vậy khâu có nghĩa là phòng ban trong tiếng Anh. Department. Yes, department. Và đôi lúc thì người ta hay dùng là bên, giống như là bên A và bên B thì chị Tâm sẽ dùng từ side of the party. Nhưng mà tôi muốn biết khâu nào kiểm tra hàng hóa thì chị Tâm nói như thế nào? I want to know which department check out là giống như là mình tham khảo thì mình sẽ dùng thêm đệm thêm cái từ out. Còn nếu mà kiểm tra nghiêm ngặt mà của hàng hóa hải quan này nọ thì nhờ kiểm tra hàng hóa mà theo khâu này nọ chuyên nghiệp thì chị Tâm sẽ có một cái hành động là inspect. Như vậy tôi muốn biết khâu nào kiểm tra hàng hóa thì Tâm rap như thế nào? I want to know which department inspects. Yes, hàng hóa. The order. Yes, the order. I want to know which department inspects the order. Và tiếp theo, tôi muốn biết khâu nào giám sát hàng hóa. Thì chị Tâm đã có cái từ giám sát trong tiếng Anh. Thì chị Tâm sẽ có từ observe trong tiếng Anh. Observe và observe. Như vậy tôi muốn biết khâu nào giám sát khâu vận chuyển. Bây giờ nếu mà mình nói vận chuyển là khác, mà mình nói về khâu hoặc là danh từ sự vận chuyển là khác nữa. Như vậy bây giờ khâu sự vận chuyển thì chị Tâm rap cái danh từ như thế nào? Đó rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có cái khâu được gọi là khâu đóng gói hàng hóa. Khâu đóng gói thì chị Tâm sẽ dùng từ packaging. Yes, packaging. Đây được gọi là khâu đóng gói hàng hóa. Như vậy ở đây tôi muốn biết khâu nào giám sát khâu đóng gói.
thì chị Tâm nói như thế nào? I want to know which department observes the packaging. Yeah, the packaging. The packaging. The packaging. Yeah. Tôi muốn biết không, tôi muốn biết bên nào giám sát khâu vận chuyển thì chị Tâm nói như thế nào? I want to know which side observe khâu vận chuyển ạ. The delivery. Yes, the delivery. Rồi, tôi muốn biết khâu tôi muốn biết bên nào giám sát gọi là khâu phân phối, như vậy cái khâu phân phối, cái nhà phân phối thì chị Tâm còn nhớ danh từ là gì không? Distribution. The distribution. Như vậy tôi muốn biết khâu, tôi muốn biết bên nào giám sát khâu phân phối. I want to know which size of the distribution. Is the distribute the distribution. Rồi ở đây tôi muốn biết ai đi gặp khách hàng vào ngày mai. I want to know who ai đi gặp khách hàng vào ngày mai. Đi gặp khách hàng. Đi gặp. Meet the customer ngày mai. Yesterday. No. Ngày mai. Ngày mai là tomorrow. Yes, tomorrow. Yeah, rồi như vậy là mình đã xong cái phần mà wrap cái câu hỏi căn bản. Thì bắt đầu ngày mai mình sẽ giải ra trường hợp. Okay, thank you so much, Miss Tam. See you tomorrow, Miss Tam. See you tomorrow. Goodbye, teacher. Goodbye, Miss Tam. Bye bye. See you.